Chắc chắn là đã có những bạn xem quảng cáo. Và nó quảng cáo là gì? Đây, mỗi một cái nhân vật ở đây thì đều có những cái chỉ số ẩn riêng. Và riêng con heo này thì nó sẽ có cái chỉ số ẩn gọi là tăng cái khả năng ra trang bị. Thì cái sự thật nó như thế nào? Thì trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu nhá. Đầu tiên các bạn có thể nhìn thấy là chúng ta có 4 nhân vật khi mà lựa chọn game. Sau này thì sẽ ra thêm một nhân vật nữa gọi là gấu trúc. Thì những bạn nào mà chưa xem cái video trải nghiệm bản Anh ấy, bản Global của gấu trúc thì có thể là xem lại cái clip hướng dẫn tải cái bản Anh ấy về trải nghiệm gấu trúc cho nó vui nhá. Thì trong video này mình sẽ giải đáp cho các bạn, đó chính là tất cả những cái nhân vật ở đây thì không có chỉ số ẩn, mà nó chỉ có một cái chỉ số ở trong phần thuộc tính chi tiết khi chúng ta click vào avatar nhân vật mà thôi. Chính vì vậy mà các bạn hoàn toàn là có thể build theo sở thích, ví dụ như build choáng, build liên kích, build phần công, build bạo kích, build né, build hút máu. Thế thì lựa chọn nhân vật ở đây thì các bạn nên lựa chọn nhân vật nào thì mình sẽ show cho các bạn về cái ngoại hình, nó chỉ khác biệt về cái ngoại hình thôi. Thì các bạn thấy nhân vật nào đẹp hơn thì các bạn chơi, bởi vì là ở giai đoạn đầu thì thường là chúng ta sẽ những nhân vật cùi thôi, nhưng về sau thì các bạn có thể tham khảo nhá. Đây cho các bạn xem sự tiến hóa của Tôn Ngộ Không này. Đấy, sau sẽ đến thanh niên này này. Đấy, úi xổi ôi đẹp trai. Tiếp tục này, mà thêm cái áo cà sa này. Đấy, yêu tổ này. Đấy, thấy chưa? Đây là về cuối cùng là sẽ có quả đào siêu to khổng lồ nhá. Đấy là về nhân vật con khỉ Ngộ Không. Tiếp theo là về con chim nhá các bạn ơi. Đây, sự tiến hóa về con chim đây. Tiếp theo này, tiểu yêu này, nhập thế này, tu giả này. Đấy, đại yêu này các bạn này. Wow, chính là con chim này là cũng xịn sò con bò phết này. Mình khá là ngầu nha. Wow, yêu vương này, yêu tôn này. Tiếp tục là yêu tôn nữa này. Trông oách slack ấy chứ. Ấy, yêu tổ này. Và cuối cùng đó chính là yêu tổ là bậc cuối cùng đấy các bạn. Thế bạn nhìn thấy ngoại hình chim khá là ok đấy. Còn tiếp theo là về nhân vật heo. Thì đây là một nhân vật mình đánh giá khá là cute. Nhưng mà chỉ ở giai đoạn đầu thôi các bạn ạ. Đây, các bạn nhìn này. Nhập thế này, tiếp tục tu giả này, tiến hóa lên này. Và các bạn nhìn thấy ở đây thì ngầu đúng không? Kiểu như đại vương ấy. Nhưng bắt đầu đến cái thanh niên yêu vương này thì mình thấy nó hơi bị ghê các bạn ạ. Trời ơi. Đấy, quả này thì còn đỡ này. Tiếp tục lên này đấy các bạn thấy không? Hơi bị đuê, nhìn nó kiểu bị sổ sẻ ấy. Trời ơi, quả cuối này nữa. Không tin được. Và cuối cùng là có một nhân vật nữa là con cá. Thì mình thấy con cá này khá là đẹp. Càng về sau càng đẹp nha các bạn. Đây, tiếp tục này. Nhìn nó hơi cúi bắp ở giai đoạn đầu thôi. Bắt đầu thấy ok này. Ngầu lòi phết, đặc biệt có hai quả chùy nên trông buồn cười lắm. Thêm cả mem cá koi này. Đấy, tiếp tục này. Ok này, tiến hóa dần đều này. Đấy. Đấy, tướng tá về sau thì mình thấy em cá này cũng ổn áp. Nhưng mà mình nhìn thấy đẹp nhất thì vẫn là nhân vật khỉ Ngộ Không nha. Sau này thì có nhân vật panda cũng khá là hay. Thì bạn nào mà chưa xem video trải nghiệm nhân vật panda, nhớ xem video ngay trên mình nhá. Còn video này của mình đến đây là hết rồi. Chúc các bạn lựa chọn được nhân vật mà mình yêu thích nha. Bye bye.